chào mừng anh chị em đã đến với kênh metagen pro vlog một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình tray và luyện tập tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng như là những công cụ mà tôi gửi đến anh chị em mình sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình mình tiến nhanh hơn trong cái việc chúng ta tìm kiếm một kênh thu nhập thụ động đặc biệt là trong cái nghề này theo như quan điểm cá nhân của tôi thì nó chính là công nghệ của tương lai và nó là nghề của tương lai mà sẽ rất nhiều anh em sẽ đam mê với nó và và nó sẽ là một cái kênh thu nhập tự động thật sự nhưng mà mình mong rằng là anh em mình có kiến thức để nó trở thành kênh thu nhập tự động thật sự anh em nhé chứ đừng để bị các đội nhóm này kia lừa đảo hoặc là thầy đào tạo này kia chúng ta cứ đi học hết chỗ này hết chỗ khác chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền mà à, đôi lúc chúng ta sẽ không được gì thậm chí chúng ta sẽ chơi sẽ cũng sẽ thua tới thua lui điều đó là điều mà mình mong muốn anh em mình hạn chế bởi mất tiền bởi thị trường anh em ha OK, cảm ơn anh chị em mình à, đã theo dõi kênh và mong anh chị em mình hãy chia sẻ kênh của mình thật nhiều để mình có động lực làm được nhiều hơn và chia sẻ anh chị em mình nhiều những kiến thức hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, à, giúp anh chị em mình kiếm tiền được nhiều hơn. Thì mình thì à, mình cũng chỉ à, tập trung vào khoảng vài phần trăm một tháng thôi. Anh em nào chủ động liên hệ thì mình sẽ nói được nhiều hơn. Anh em ha, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Hôm nay mình sẽ nói về cái tool công cụ này thêm một lần nữa à, và trong này có rất nhiều chức năng cho nên là mình cũng sẽ nói dài dài chứ không phải nói một hai lần là xong. Đó thì hôm nay mình lại tiếp tục nói cho anh em mình một cái chức năng đó là chức năng mà chúng ta nó sẽ auto tính cho chúng ta cái vùng hoặc là cái lót mà chúng ta mà chúng ta có 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 thể chơi robot anh em ha đó thì à, đây là chức năng khá là hay anh em ha khá là hay thì à, chúng ta có thể à, tham khảo nó giống như chúng ta tham khảo trước anh em ha đó thì ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em mình nhé mình giả sử đây là cặp vàng anh em ha đây là cặp vàng đó à, mình giả sử đây à, đây là khung mình để khung mờ mờ h một đi đó mình ví dụ vậy anh em à, đây là cũng h một thì à, mình à, ví dụ mình tính hỗ trợ kháng cự các kiểu như thế nào đó bây giờ mình muốn là nó vào nó vào lệnh cho chúng ta nó vào lệnh giả sử như mình vào bay đi đúng không nếu nó đã trong đây lại thì mình phải vào ra hay bay lên ví dụ thế anh em à, đó đá trong đây lại mình vào bay lên mình ví dụ ha đó, khi mà đã xuống đây lại thì mình vào bay lên đó, mình ví dụ vậy và mình SL ở khu vực dưới này À, ví dụ đây, đây 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 đó, mình để dưới đây cho nó chắc, đúng không? Đó mình vẽ một cái khung đi. Đấy, đó ok này ha. À. Đấy, mình sẽ vào bay ở khu vực này và SL ở khu vực dưới đây, ví dụ thế. Thế thì bây giờ mình muốn là mình chơi 1% tài khoản. Tức là nếu SL thì SL 1% tài khoản. Ok anh em nhé. Thì ở đây chúng ta thấy cái mục ở đây không? Ở đây có fit lot này kia thì ban đầu lúc nào cũng để fit lot, nhưng mà nếu anh em mình muốn để chế độ mà chạy thêm 1% tài khoản chúng ta để chế độ này. Đây chế độ risk thì chúng ta nhập ở đây số 1 anh em nhá một là 1.00 đó. đó là một phần trăm tài khoản thì tài khoản của nó sẽ tính theo cái ba lăng này nha anh em đó, tính theo cái ba lăng của chúng ta này ba lăng nha đó. thì khi nó tính một phần trăm tài khoản như vậy bây giờ mục đích của chúng ta là với cái như thế này nè thì điểm sl ở đâu điểm tb ở đâu nó sẽ hiện cho chúng ta và vào số lót bao nhiêu nó cũng sẽ hiện cho chúng ta luôn anh em à đây là cái hay mà con robot nó sẽ hiện đó. anh em à đó thì bây giờ chúng ta thử nhá chúng ta thử bây giờ giả sử giả sử mình vào, hiển nhiên mình làm như thế này là robot nó tự hiểu là chúng ta đang vào bay vào bay limit ở đây đó hoặc là vào bay ở uh, ừ, đúng rồi bay đó anh em nhá. chúng ta đang vào bay limit ở chỗ này anh em nhá. Ok thì bây giờ chúng ta thử bấm nha. À, à, à bây giờ nó hiện ra thông tin. Bây giờ chúng ta muốn hiện ra thông tin nhá thì chúng ta bấm chỗ này giữ rít sau. Đó. À, và nó hiện cho ông ta à sao nó hiện ra. À, à xin lỗi anh em Do đây là chúng ta đang sử dụng cái vùng này, à, cái vùng này thì tôi gọi nó là vùng supply demand cho nên ở chỗ này nè anh em anh em mình chuyển nó qua chế độ là supply demand đó anh em nhé chuyển qua chế độ supply demand nè đó sl đó sl demand nè anh em và tại sao nó để tb do chúng ta không có để tb anh em nhé ví dụ bây giờ mình để tb là hai đây đó, đấy có nghĩa là sl 1 tb 2 đấy anh em tb hai lần đó, này sl một tb hai nè tức là một là một cái này nè anh em hai là gấp đôi này lên thì nó cho chúng ta là nếu như lỗ thì lỗ là âm 561 đô và nếu lời là lời 1.000 đô với cái lót trây là 0.6 ô oh, bá đạo anh em Đã, anh em nhé nó là 0.6 và nếu thua là thua 561 đô 561 đô là tương đương như 1% anh em mình coi đúng không nha đây 560 mấy đô nè là tương đương như 1% của con này có đúng không anh em đó rồi vô tin khỏe không? nhưng chưa chưa vào lệnh nha anh em nó hoàn toàn chưa vào lệnh nha đây nó chỉ hiện cho chúng ta cái thông số để chúng ta tham khảo mà thôi anh em ha đó ok anh em thấy nó ngon đó, thì chúng ta hãy ví dụ như chúng ta bây giờ là chỉnh lại chỗ này là năm phần trăm đi xem nó như thế nào nha ui năm phần trăm đó nếu năm phần trăm thì nó lại cho chúng ta một cái giá trị là hãy vào 3.02 lót đi anh em ha đó hãy vào 3.02 lót đi anh em thấy ghê không khi vào 3.02 khi mà chúng ta hiện như thế này nè thì khi chúng ta bấm bay nó sẽ không theo cái lót này nữa anh em nó sẽ theo cái lót này khi mà chỗ này nó hiện ở chữ fit lót nha anh em còn chở chế độ rich hoặc là rich sau là nó sẽ không chơi theo cái lot này mà chơi theo cái phần trăm này nè anh em. đó thì phiên bản phiên bản này có luôn rồi anh em là nó có chế độ là sl tiền và tb tiền này nữa nhưng mà do rối quá cho nên tạm thời mình tắt nhá, mình để phần trăm cho chúng ta để rối cái này là phần trăm nha anh em, đây là phần trăm. Đó. ok và nó hiện cho chúng ta cái thông số ở đây luôn, giá vào lệnh nè, giá sl, giá tb, số tiền, số tiền lỗ, số tiền lời và và cái lot tray, anh em à, lot trade. Đó, thông thường thì chúng ta chơi một phần trăm thôi nha anh em một phần trăm tài khoản thôi đó, rồi nó hiện lại chúng ta không 6 anh em ha bây giờ mình giả sử bây giờ mình kéo hết lời dài hơn thì sao đó nếu chúng ta kéo hết lời dài hơn thì nó báo chúng ta là hãy dời lại cái lót lại anh em ha à, lót ít lại và tb của chúng ta là một tám một một là tút trên đây nè anh em đó rất rõ ràng anh em nha thì đây là một công cụ vô cùng hữu ích giúp cho chúng ta có thể vận dụng được trong quá trình mà chúng ta xem là mình bao nhiêu lót bao nhiêu bao nhiêu phần trăm tài khoản đó là điều vô cùng tuyệt vời mà xin được gửi đến anh chị em mình chức năng này và chức năng cái G direct như này nè anh em mình có thể xem là clip G direct của mình nhé à, khá nhiều anh em đã mua và sử dụng phiên bản cá nhân hoặc là nhiều anh em đã đăng ký với đường link của mình và trai lên những tài khoản đăng ký đó à, thì cũng rất là tuyệt vời cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi kênh và chia sẻ kênh mình thật nhiều để mình có động lực làm được nhiều hơn anh chị em nhé ok anh em anh à, em mình ủng hộ mình thì à, có thể miễn phí bằng cách là anh em mình có thể đăng ký những đường link của mình thay vì trai những tài khoản ở những đường link khác đội nhóm khác và anh em chẳng biết họ là ai thì anh hãy đăng ký đường link của mình coi như ủng hộ mình coi như là mình sáng tạo ra những cái công cụ này cũng tốn ngày tốn đêm và tốn rất nhiều sức khỏe anh em ạ à. đó thì mong anh em mình ủng hộ mình anh em ha đây, đây là điều tuyệt vời anh em ha nhớ là anh em mình để chữ supply demand đây anh em ha à, supply demand và vậy thì nói lại một lần nữa cho anh em mình cách sử dụng nha à, sợ so anh em mình nói nha nó, nhanh quá thì đầu tiên là chúng ta hãy xác định cho mình một cái vùng vùng bằng cái cái vẽ này, này anh em à, bằng cái vẽ này anh em nha bằng cái vẽ này anh em sau khi mà xác định được cái vùng bằng cái vẽ này rồi thì chúng ta có quyền chúng ta có quyền là nó sẽ và chúng ta hiện ở đây chữ rich sao là nó hiện cho chúng ta là cái giá vào lệnh là nhiều à, giá sl là nhiều TP là nhiều và cái lot trade nên là bao nhiêu số tiền lỗ số tiền lời luôn nó tính cho chúng ta rất rõ luôn đây là cách tất cả những khu vực này là khu vực tham khảo cho chúng ta đó, anh em nhé bây giờ mình giả sử mình vào luôn thử coi nó có vào đúng giá trị nào không nha ok giả sử mình vào luôn nha anh em mình vào bài limit luôn đấy nó vào đúng nha anh em đó, mình sẽ xem coi đúng cái lot đó không ha đó 0.51 nè anh em đó giá nè 788150 nè, 77065 nè và 10320 nè, bả đạo không? Đó, anh em nhé. Tính cho người ta hết luôn. Còn tại sao ở đây có cái nó 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 hiện ở đây là do chúng ta chọn tỷ lệ là 12. Khi mà chúng ta chọn cái SL, SL và tivi này thông thường á là nó sẽ là ở boy á anh em nhé. Nhưng mà khi mà nó ở chế độ bé hơn 10 thì mình đang làm cho nó là chế độ tỷ lệ. Anh em nhá tỷ lệ 12, 12, 12, 13, là 34, 15, 16 gì đó, đừng có quá 110 thì được anh em ha. Đó là được. Đó. Thì mình làm như vậy cho nó dễ đỡ phải làm lòng vòng ở trên đây Nó nhiều chức năng quá mất công rối Anh em ha đó, Mình ghép cho đây luôn Thì nói chung là anh em mình xài một công cụ hay xài một chiếc xe siêu xe gì chúng ta cũng phải luyện tới luyện lui Siêu xe càng nhiều công nghệ thì chúng ta cần phải luyện càng nhiều để chúng ta quen với thói quen đó thì nó mới nó mới mình mới làm chủ nó được. Anh em ha, mong rằng anh em mình làm chủ được. Ok thì tắt nhá, mình mình xóa đi. À, xóa đi. Rồi bây giờ mình giả sử mình chỉnh cái này lên số 3 xem nó sẽ ra cho mình cái gì nha. Số 3. Đó, nó ra cho chúng ta là à nó phải là ở TB là 121 34 3405. Đó thế thì ok mình thử bấm bay đi mic coi nó hiện gì. Đó nó ra cho chúng ta tút trên đây này nè anh Đó, cái TB chúng ta tút trên đây. Anh em thấy không? À và lót là không mốt Bây giờ giả sử bây giờ mình lôi thằng này lên lại vị trí cũ đi. Đó, L ngay đây thôi. À, xin lỗi xin lỗi. Lôi cái thằng khung này chứ. Đó, cái khung này. Đấy, đối không này lên đây. Thì nó cho chúng ta là 0.66, nhưng chúng ta đang có lệnh là 0.51 hồi nãy rồi. Thì bây giờ chúng ta xóa đi giả sử vậy. ở đi anh em nha. Rồi bây giờ chúng ta vào thử xem nó có vào 0.51 không anh em nha? À vào 0.66 không anh em nha? Bài ly mica. Đó, 0.66, giá là y chang, y chang, y chang anh em Ba đạo không? Đó, và đây 139 thì khi mà nó tivi nè 13902 nè khi nó tivi nó sẽ cho chúng ta lời là 1699 đô đúng không 169 ghê thật <laughs> 69 đồng 9 thêm cái nữa rồi chấm cho 566 đô anh em ha ok và lỗ thì lỗ từng này à, là theo cái ba lăng với equity này anh em à, theo cái ba lăng á đúng không à, ok anh em nhá thì đó là cái mà mình có thể tham khảo và bây giờ mình thử xe anh em nha thử sale nha bây giờ mình xóa bài nha xóa bài nha à, xóa bài Dạ yeah, bây giờ mình giả sử mình thử sell đưa lên trên cái coi. Đó. Thì khi mình đưa lên trên giá thì nó sẽ mặc định thành sell lại anh em ha. Đó. Đó. giả sử mình mình sẽ canh lên đây mình vào sell và SL mình ở trên đây chẳng hạn thế. Ví dụ vậy anh em ha. Thì nó nói mình sẽ vào là 0.57 và đây nó sẽ biết là mình sell ở đây và SL ở trên đây. Đó, anh em ha. À 0.44. Ok anh em ha thì bây giờ mình bấm buy không được đâu buy nó đâu chịu nó đâu, đâu vào giá anh em à, nhưng mà mình bấm sell limit thì nó ok anh em à đó không 44 này anh em nha bả đạo hạt gạo chưa à, tức là lúc bây giờ thằng này không còn giá trị lợi dụng cho nó nữa anh em à đó nó không còn giá trị nữa anh em mình chỉ còn giá trị khi mà chỗ này nó là fit lot đó bây giờ mình giả sử mình chuyển thành fit lot nha fit lot là thằng này nó không còn sâu nữa thì bây giờ mình giả sử mình sell limit cái nữa coi đó là nó vào 0.1 nó cũng là giá như vậy luôn anh em nhá nó vẫn tính được cái nó vẫn theo cái tỷ lệ 13 này nhưng mà nó sẽ không còn là cái lót cái lót không chấm bốn nữa nhưng mình để là rít hoặc là rít lot rít cũng được nha anh em risk nó cũng ra là không chấm bốn này risk nó không có hiện ra chúng ta thôi à, ví dụ mình nói risk nha là không chấm bốn nè mà rít sau thì nó vừa hiện mà vừa ok luôn đó, à, sao sau thì nó hiện cho chúng ta thấy rõ không bao nhiêu đô bao nhiêu đồ luôn anh em ha à, bao nhiêu tiền khi mà mình kết thúc đỡ phải tính toán tức là mình cố gắng làm sao mà nói chung trong đầu mình có rất nhiều ý tưởng để tạo ra một cái tool vô cùng đẹp và vô cùng hữu ích cho chúng ta nhưng mà nhiều quá mình sợ rối với lại mình chưa có thời gian nhiều để ra được nhiều cái công cụ tốt hơn thì mong anh chị em nào ủng hộ thì hãy cứ đăng ký nhận đường link của mình để ủng hộ mình còn không thì mua những phiên bản cá nhân để xài và phiên bản cá nhân đó thì anh em mình nói mình để chức năng nào để chức năng nào hay là xóa chức năng nào rối quá thì xóa chức năng nào thì mình xóa được nha anh em làm mới khó chứ xóa hay dễ lắm anh em đó đó, thì để cho anh em mình gọn hơn thì ok đó rồi ok nha anh em đây là những cái chức năng mà mình mong muốn sẽ gửi đến cho chúng ta những cái điều thật là tuyệt vời để giúp cho chúng ta à, có vận à, dụng được nhiều hơn trong quá trình chúng ta trade anh em ha nhân tiện đây bây giờ mình không muốn dùng cái khung này mình muốn vô lụng vào lệnh trực tiếp được không anh em nhá thì thật ra được mà vào lệnh trực tiếp bây giờ giả sử mình dừng xóa hết nha anh em đó chắc vào lệnh trực tiếp thì mình sẽ nói ở một tập sau anh em nhé, nói ở một tập sau đi chứ bây giờ tập này cũng khá dài rồi, thì à, mỗi tập mình làm vài phút như vậy thôi, à, này ha, ok thì vào lệnh trực tiếp thì chúng ta sẽ đoán xem tập sau để chúng ta biết hơn, em à, ha, ok cảm ơn chị em mình rất nhiều, bye bye chị em mình